Xin trân trọng giới thiệu anh em một cái combo trọn bộ theo yêu cầu của rất nhiều anh em là muốn ghép những cái sản phẩm bãi vào với nhau để tạo thành một bộ combo hoàn chỉnh. Thì hôm nay em làm clip này để ghép một bộ dàn karaoke hoàn chỉnh, mà ở đây thì chỉ thiếu được một sút kia anh em nhé. Đấy, một cục trầm kia nữa là đủ luôn cho anh em là chơi một bộ dàn karaoke gia đình rất là hợp lý rồi. Ở đây thì em không ghép súp vào, tại vì những cái phòng khách bình thường thì nó rất là nhỏ em nhé, công suất nó rất là nhỏ, cái diện tích nhỏ, nên là mình có thể là chơi súp sau. Nếu phòng nó thiếu súp thì mình chơi. Căn bản là cái cặp loa em ghép ở đây, đây là loa Tele Tai Chi. Loa Tele Tai Chi này thì bản thân cái thùng của nó, cái bát của nó là từ 190 côn 76, lại sắp từ trắng em nhé, từ rất là dày, cho nên là cho cái bát rất là uy lực. Đấy, thì mình có thể ghép vào đây và không cần sử dụng súp thì cũng ok anh em nhé. Còn nếu anh em mà thích nghe nhạc mạnh hay là những cái thể loại nhạc DJ ấy, thì anh em có thể chơi một con trầm này, như con trầm tay noi nguồn xuyến này. Đấy, chơi rất ok nhé, giá có 3,5 triệu một con. Đấy, còn riêng cái bộ này thì em chưa ghép trầm vào đây, thì xin giới thiệu qua cho anh em có thể nắm được sơ lược về một cái bộ dàn này nó cấu tạo gồm có những cái thiết bị gì. Thì ở trên cái bộ này thì anh em có thể thấy ở đây là có một con đẩy LA400 của hãng STV Audio. Đấy, Professional Power Amplifier. Đối với con công suất này thì nó đưa ra cho anh em đến công suất là 550W một kênh. Đấy, ở chế độ 8 ohm. 8 ohm là đánh một cặp loa anh em nhé. Khi anh em đánh hai cặp loa là trở kháng sẽ tụt xuống 4 ohm. Riêng cái dòng LA thì nó sẽ có cần gạt để anh em chuyển về chế độ đánh 4 ohm. Đấy, rất là khỏe và mát máy, đánh mát như kiểu là đánh 8 ohm luôn anh em nhé. Đấy, riêng cái dòng LA giống như con Altemi này, LA450, LA650, LA850, LA1000, hoặc là những cái con đẩy sò sắt như là con Riel LP1000 thì đều là có cái chế độ nút gạt 8 ohm, anh em để ý đằng sau. Tí nữa em sẽ chỉ cho anh em thấy, bởi cái công nghệ này là công nghệ của Mỹ anh em nhá, và con vang ETC kia là thương hiệu Mỹ luôn. Đấy, và một bộ micro Beyer BS7589. Đấy, một bộ micro với tay màu xanh ngọc ở đây. Đấy, hàng bãi còn rất đẹp. Đấy, đời 2016. Còn con vang số ở đây em sử dụng là vang số ETC HC8 anh em nhá. HC8 là phiên bản đời trước của IC3.0. Nếu anh em chơi dòng IC3.0 thì nó sẽ hơn nhiều những cái giải tần và nhiều cái chỉnh chọt hơn rất là nhiều. Và những cái dòng có cổng quang thì đây em sử dụng con ETC HC8 là anh em dùng gia đình là ok rồi. Đối với bộ dàn này, hàng bãi xịn của Ura nhá. Và một cặp loa TD Tai Chi bass 30, một bass 30 một kèn tím anh em nhá. Một kèn tím với côn từ rất là khủng về phân tần chống cháy các kiểu luôn. Và điều đặc biệt là cái con đẩy này nó có một cái đèn LED ở trên cái núm của nó anh em nhé. Đèn LED trên cái núm này. Đấy, anh em có thể thấy chưa? Đấy, hàng bãi thì mà nó còn rất là đẹp. Đấy, anh em có thể đến trực tiếp tại Nghĩa Đô có thể xem trực tiếp được. Đấy, và em sẽ test nhanh một đoạn nhạc cũng như là để karaoke cho anh em có thể xem nhé. Anh xin giữ lời đã hứa, ngày nào tan chiến và xin thông báo
báo giá cho anh em luôn để anh em đỡ phải mất công hỏi cũng như là có thể cân đối được tài chính để mình có thể chơi những bộ dàn này. Thì đối với bộ combo này thì nó mức giá ở dưới 20 triệu anh em nha. Đấy, dưới 20 triệu. Thì ở đây nó là cụ thể là nó là 17.500.000, 17.500.000 một combo này gồm có 4 thiết bị. Một cặp loa, một đẩy và một vang số và một bộ micro không dây. Đấy, tất cả đây là hàng bãi xịn hết anh em nhá. Còn anh em nếu muốn chơi thêm cục trầm kia thì nó rơi vào khoảng tầm ngoài 20 triệu một chút. Đấy là anh em chơi ok rồi, thì có cả trầm luôn. Ok, bây giờ mình sẽ test như này là chưa có trầm anh em nhá, mà test từ điện thoại ra, nguồn nhạc rất là đơn giản. Điện thoại hoặc tivi nhà anh em là ok rồi. Đấy. Nghe nhạc sống một chút tí anh em sống với các thể loại nhạc khác nhau. Xem một số cái ảnh vào đây cho em cùng xem, như là nội thất của loa TD Tai Chi này và nội thất của đẩy của vang. Anh em có nhu cầu thì có thể Zalo cho em theo số là 0934573743, em có thể gửi chi tiết từng tỉ mỉ từng thứ một cho anh em có thể xem và tham khảo được. Ok, bây giờ em sẽ thử một đoạn karaoke và nhạc mạnh một chút anh em nhé. Con cứ no đói biết nhờ ai
chuyện tình thương đắm chuyện hoa sinh. Có người con gái suốt vời vời, tóc còn ngăn ngăn chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn lên những đôi hoa xinh. Đứng nhìn xin tiếng hoa miền miền, nhớ chồng chính chiến miền xa.